Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, sau phần tin quốc lộ 38 nhiều đoạn đường xuống cấp mất an toàn giao thông, 7 người chết do tai nạn giao thông trong tháng. Tiếp đến là bài phản ánh cần đặt gờ giảm tốc, đèn báo những điểm tiềm ẩn gây nguy cơ tai nạn giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Quốc lộ 38B, đoạn qua địa phận phường An Tảo, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, xuất hiện nhiều đoạn đường bị hằn lún, tạo thành rãnh dài do lượng xe trọng tải lớn chạy qua. Có điểm lún sâu từ 5 đến 10cm gồ ghề, nhất là những điểm dừng đèn tín hiệu ngã tư, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Mặt đường mấp mô, nhiều đoạn dài tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, đặc biệt vào đêm tối. Rất mong cơ quan chức năng và đơn vị quản lý kiểm tra khắc phục những đoạn mặt đường bị hư hỏng xuống cấp để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến. Trong tháng 7, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết do tai nạn giao thông, bị thương 13 người. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình tai nạn giao thông tháng 7 trên địa bàn tỉnh giảm cả số vụ, số người chết, nhưng tăng số người bị thương. Toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 13 người. So với tháng 6 năm 2021, giảm 1 vụ, giảm 10%, giảm 2 người chết, giảm trên 12,5%, tăng 7 người bị thương, tăng 117%. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia giao thông chưa đúng quy định luật giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm giao cắt từ đường phụ ra đường chính. Nhiều phương tiện đi từ đường phụ ra đường chính với tốc độ cao, bị che khuất tầm nhìn, thiếu quan sát nên xảy ra va chạm tai nạn giao thông. Vì vậy, việc tăng cường gờ giảm tốc, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại những điểm giao cắt là hết sức cần thiết. Thời gian gần đây ở thành phố Hưng Yên, xảy ra một số vụ tai nạn giao thông tại những ngã ba, ngã tư đường phụ đi ra đường chính như đoạn ngã tư siêu thị điện máy MediaMark thuộc địa bàn phường An Tảo, khu vực Chùa Táo, phường Yên Nam. Điểm giao cắt đường Lê Thanh Nghị, đường Trần Quang Khải với trục chính Nguyễn Văn Linh là những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tương tự như vậy, ở nhiều địa phương khác, phần lớn các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông tập trung tại những điểm đấu nối ngã ba, ngã tư giữa quốc lộ với tỉnh lộ, huyện lộ. Đoạn đường có tầm nhìn hạn chế, bị che khuất, góc cua hẹp, không có hệ thống đèn chiếu sáng, không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Đường này là tình trạng xe đi trốn vé rất là đông, mà gờ giảm tốc thì không có, dân đây là các cháu rất là nguy hiểm. Nên là đề nghị các đồng chí là có biện pháp xử lý làm sao để cho dân người ta nó yên tâm hơn. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít đoạn đường cong, đường giao nhau nguy hiểm, mặt đường hẹp, không có lề đường, thiếu vạch kẻ phân tuyến, vạch sơn phần đường dành cho người đi bộ, thiếu biển báo hiệu, bị che khuất tầm nhìn, nên người lái xe thường không quan sát thấy trước, không xử lý kịp tình huống, rất dễ xảy ra tai nạn khi xe chạy tốc độ nhanh. Tại một số cái nút giao thông đấu nối giữa đường quốc lộ và đường nhánh, cũng như là ở một số tuyến đường ưu tiên và đường không ưu tiên, thì có xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó thì có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân đó là cái hệ thống báo hiệu đường bộ ở các cái nút ngã tư và ngã ba giao nhau đó thì chưa đồng bộ. Có nhiều nơi thì do còn thiếu hoặc là nó đã xuống cấp của cái gờ và giảm tốc cũng như là hệ thống biển báo hiệu đường bộ. Chúng tôi cũng đã rà soát và báo cáo với lãnh đạo công an thành phố, tham mưu cho Ban An toàn giao thông thành phố để tổ chức rà soát bổ sung đồng bộ cái hệ thống báo hiệu đường bộ. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền để cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tự giác chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ. Từ đó thì để làm hạn chế cũng như làm kéo giảm tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra hệ thống giao thông đường bộ toàn tỉnh để bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó vẫn rất cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông của mỗi người dân. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục này tuần sau.